chưa? Nay lạnh quá nhỉ? Nay lạnh giữa tháng 3. Đi chợ đây. Thì sớm tí để còn về kịp làm. Vậy chẳng có cái gì quá. Hôm nay chắc ít cũng đâu dịch lắm đấy, nhưng mà vẫn phải quay lên trường ra được. Đó, cây của ông Thì chuyên cái phôi đấy. Cái phôi nó nhàng nhàng thôi. Thi thoảng có một số cây nó nét. Phôi mà phôi giá rẻ thì chấp nhận, tiền nào cũng lấy. Hải Châu, một số cái mai thứ gì thấy phết. Da đẹp, lá đẹp. Rồng xa đấy. Đây này. Đầu rồng đây. Rồng bay đấy, phường múa đấy. Đẹp đấy. Rồi, đẹp. Ăn được vào hòn đá rồi này. Ngập rồi đấy. Đào trên rừng hay là gắn nó vào đấy? Gắn nó vào. Trong rừng nó thề chứ nó kẹp vào chứ lâu nữa mà nó mình. Có cả đợi. Có thế nào mình mua đấy. Thì. Đúng rồi. Thì kéo anh kẹp được rồi. Đây là cụ sung chứ đây là cây sung. Sung kìa. Đấy nhìn tượng Lộc Vương. Con này này nay có vẻ là đi sớm đây, ra đi sớm đây. Đẹp, không phải gặp khách. Đấy đang thiếu một cái cành trâu mà to quá. Bê được. Cành trâu là thích. Bởi lá. Tìm về thời trẻ trâu thôi. Giờ kiếm đâu cái gốc như thế này. Lấy đâu ra thì không còn, bây giờ còn. Kể cả hàng chục năm nó thì bằng ngón tay này thôi. Mua từ ngày trước, bây giờ là mình bớt lại còn thì còn à. Thì còn đi bán, chứ bây giờ thì nếu đi mua thì không còn. Cây này mà em ấy là có khi em tách thành hai cây. Tách thành hai cây. Đây, anh làm trong cụ này hai cân đấy, còn cái này con này là một con à, có cái bệ cũng được rồi, đúng rồi anh ơi. Sau nó ra đỡ lắm. Sau đỡ rối đẹp đấy, đẹp rất tự nhiên, rất là tự nhiên luôn. Giờ chơi cây không cần cầu kỳ đâu, cơ bản nhìn nó có cái nét bắt cây. Nhất là toàn nét, thứ hai là nó tự nhiên, nó tự nhiên kia. Nó vẫn lằng ngoằng cái gì. Muốn trông người ta ra cái đèo gì. Nhìn nó giả tạo. Vừa đấy. À nhưng khó, nó có gió khó. Xung mà cứ như là vừng. Nhìn cũng tưởng nhầm là vừng. Già nó ngoái nhiều quả, nó cắt đi mấy cành, thấy ngọn nhiều quả lắm. Già nó già quá, nhìn nó cùi như lồng vừng. Nghiên cứu bên này đẹp. Đây nó được cái dễ nó bết bên này. À. Bết hết cả vào đây.
mê cái này đấy. Không có, bây giờ đi mua cái này không có nữa. Hết. Mua không nào nó có không gì thôi, nhưng chả có. Có nhưng mà của các cụ là nó hoàn thiện rồi. Còn, không động vào được. Con này nếu mà nó hoàn thiện rồi thì nó chuyển nám rồi. Mày đi cũng quay bây giờ cơ. Chả ra gì. Cúc oai thì nhàng nhàng thôi. Cây này chắc là về suy nghĩ lại gọi đại huynh thôi. Để kiếm cách để mẹ trở về. Thế có giữ được không? Ngày trưa nó mất đi. Đấy, thế. Không phải dân mẹ chuyên ở nhà cây nó khó. Đang đi làm xách cái cây này. Mấy năm như này chả phải là mình chơi, mình có tiền không mua mình để xong mình mình đấy. Mình ai thích thì mình bán. Giờ mà em có kết. Thôi, bây giờ thì một cây nhỏ nhỏ là 300 thôi. Đó là công của mình, đấy lao động bây giờ. Phải đi phục vụ cả ngày giờ được hơn 200 bạc. Hợp lý. Được chưa? Đúng. Mà cái loại này cộng vài 300 nó đơn giản không? Nếu như người thích. Còn nó còn chưa nói cộng 1 triệu với tiền 5-700. Đi đâu ra cho đi đến cái này. Ra chợ suốt đáng này. Tí nữa khách đến nó mới ngó nhiều. Qua lên Hoàng Hoa Phạm à? Đó. Qua thấy ở trên Hoàng Hoa Phạm. Đây. Trở lên đấy hay đấy. Lên đấy á, lên đấy bọn này thịt ngay. Nạ nạ nó thịt. Bọn nào thịt à, bọn phường á? À? Phường. Hai phường thịt. Mình sẵn xe đây thì sao được? Bây giờ nó mới đắn để xe thôi. Nó đắn để xe thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Sảnh nó bắt đầu đi luôn. Cũ rồi thì nó chán rồi chứ. Tay mười rồi thì tiếp tục. Mình có để đất đâu mà lo. Ngồi uống nước thoải mái. Thế thì đi. Để xe xem. Nó thịt ngay. Rồi, nằm trên gành đây hay quá nhỉ. Xuồn quá, xuồn. Đây là sân liễu. Qua bán mấy cây đấy rồi chú? Ờ, bán rồi. Nhanh nhỉ? Bán rẻ. Đúng rồi, mình thế mình dễ bán hơn nhiều. Hả? Bảo là mình muốn mà bán muốn về nhanh thì dễ lắm. Bán giá cao quá thì. Đúng rồi. Này, các vô láo nghiên cứu. Giờ kiếm một mấy cái hàng rừng thì dễ lắm. À, đây rồi. Lột nhiều. Đó, lấy cốt không? Bước kia dày quá nhỉ? Đây đang dày. Dày quá tách. Không phải hạ thấp xuống chiều vài rồi. Không, cái này là phải sau xuống đây. Không, kể cả cái vai này không được. Chỗ này là một con chỗ đấy nữa thì đấy, tách đôi vai ra là một ba vai. Nhớ đi tuổi rồi nhỉ. Chùn. Qua bể thế. Đang khóc ở trên rồi, bể thì đang cần làm thêm.
được nhiều sẹo vào. Nhìn như cụ rùa ấy nhỉ, cụ rùa đó. Con này làm con long, long ngồi lưng rùa là gì nhỉ, quên chưa. Đấy, đại loại là mẹ con rùa có con rùa rồi, rồi còn con long ở trên thôi ạ. Rùa hay đấy. Wow, hôm trước ông già anh bán cây ấy rồi à? Cây sân liễu rồi à? Thấy ông anh cũng gọi mà anh mua của ông ấy rồi. Yeah.